Hello, hello anh em ơi, hello tất cả anh em nhá, chào tất cả anh em nào đang có niềm đam mê bắt cầu kèo, kiếm lúa chốt đại nhanh thì hôm nay tiếp tục được cùng mình vào cổng game tài xỉu thiên đường ngồi chơi, kiếm lúa cùng với mình anh em nhá. Ok, ở đây thì có khá là nhiều game cho anh em có thể là tham gia kiếm lúa luôn. Đấy thì link game tài xỉu thiên đường ngồi chơi mình có ghi bên dưới phần comment, anh em có thể là tải về và đi kiếm lúa cùng với mình này. Rồi, ui, con này thì mới cập nhật đồ họa khá là đẹp anh em ạ. Ok, rồi mình sẽ vào luôn bàn tài xỉu 10D5 đi. Rồi vào luôn bàn này đi. Bàn này kiếm lúa luôn à. Ở đây thì đang là chạm cầu bệt, nhưng mà đuôi của nó thì đang có con tài 11, 11, 14, 12. Chạm đuôi cầu bệt mà có 11 thì mình bẻ xỉu anh em nhá. Rồi bẻ luôn cầu xỉu này. Ok, rồi 13 bú xỉu anh em ơi, ngon quá. Ngon quá bú anh em ơi. Rồi và khi mà anh em chơi theo cái cách chơi của mình thì bú cầu được gọi là 100% anh em nhá. Ngay anh em cứ đi cho mình đâu đó là 5-10 tay thôi. Bây giờ thì tầm giờ là đang là 1 giờ chiều. Đấy thì mình tranh thủ là cái khung giờ tầm 12 giờ đến 1 giờ chiều. Thường như là mình thấy là rất là dễ, cầu kèo đi rất là dễ anh em ạ. Chắc là chúng nó đi ngủ trưa rồi anh em ơi. Chắc đi ngủ trưa rồi. Nên là cầu này tầm giờ bắt cầu khá là dễ. Rồi, ok. Chạm 5 thì mình sẽ về chạm gì? Chạm 5 thì mình về chạm cầu 511 anh em nhé. Ok, 511, anh em cứ nhớ ngày anh em đi cho tôi vài tay thôi, không cần đi nhiều anh em ạ. Ngày đi vài tay thôi, chốt nãy thì nó phải gọi là cực kỳ là nhanh. Đây, tôi đang tập trung là chốt luôn cho mình quả lãi đây. Nào, tay này tay thứ hai anh em nhá. Đấy, chuẩn bị mở bát đâu anh em ơi. Tay 38 này. Ok, 44, rồi vậy là 44 ra 1 anh em ạ. Vậy thì nó lên cầu 52. Đấy, nó lên cầu 52. Thì nếu mà xu hướng cầu, nếu mà xu hướng cầu nó về xu hướng cầu 52 thì anh em bắt luôn cho mình chạm cầu 53 anh em nhé. Bắt luôn cho mình chạm cầu 53. Ok chưa? Tay này thì anh em vào căng cho mình nè. Vì ở đây thì đã có chạm cầu 32, 42 rồi. Nên năm này anh em bắt cho mình có cầu 53. Đấy, cầu 5 thì hay đi với cầu 53 hoặc 513. Đấy thì cầu này thì tội gì mà mình không vào căng để chốt một phát cầu 53 anh em nhở. Rồi 11 mờ xỉu này. 11 mờ xỉu anh em nhé. Tội gì mà không chốt cầu căng đúng không? Rồi tội gì không chốt căng. Nào, tôi vào tiếp cầu xỉu anh em ơi. Ok, cầu này mình thấy là đi xỉu thì khá là đẹp anh em ạ. Mình thấy là đi xỉu khá là đẹp. Nào anh em chuẩn bị mở bát với mình anh em nhé. Anh em chuẩn bị mở bát với mình nào. Ok, 16 mờ ấy. Tay này mình đi khá là to đấy. Nhưng mà thôi cứ gọi là lặn thôi. Nào, úi giời, 1-2 bú luôn anh em ơi. Lụm luôn cho mình nó là tay 14 củ anh em nhá. Và cộng cho mình là 27 củ với con xỉu 9. Đúng khung cầu 53 luôn anh em. Đúng xu hướng khung cầu 53 luôn. Đấy, hoàn toàn rất là dễ dàng anh em ạ. Hoàn toàn rất là dễ dàng. Đấy, cầu kèo nó có ngon không anh em? Cầu kèo quá ngon, cầu kèo quá ok luôn anh em ạ. Rồi sau khi mà về khung cầu 53 thì nó đã hết cầu rồi. Thì anh em chúng ta tiếp tục là bẻ về cầu tài anh em nhé. Bẻ về cầu tài. Ok. Hiện nay thì có rất là nhiều anh em khi mà đi kiếm lúa. Hiện nay có rất là nhiều anh em khi mà đi kiếm lúa thì vẫn chưa áp dụng được những cái công thức ngon. Ok. Đấy, anh em toàn khi mà anh em chơi, anh em mình để ý là anh em toàn có chơi theo kiểu may rủi thôi. Bắt cầu với va vẩn đấy. Nào tay này mình vào 3 mở tài anh em nhé. Rồi ok, tiếp tục 3 mở tài này. Nào chốt nhanh cho mình tay 3 mở 3 tài nữa này. Ok, mở bát nào. 6-2 rồi, vứt bát thôi chứ còn gì nữa anh em. 6-6-2, bú cho mình con tài 14 anh em ơi. Tiếp tục bú cho mình con tài 14. Đấy, nếu anh em nào thấy clip mình hay thì hãy áp dụng ngay những cái phương pháp của mình. Và khi mà mình chia sẻ thì anh em áp dụng vào kiếm lúa lụm 100% anh em nhé. Và link game, đấy, cái quan trọng là anh em phải chọn con game nó ngon anh em ạ. Link game tài xỉu thiên đường ngồi chơi mình có ghi ở bên dưới phần comment nhớ tất cả anh em. Anh em có thể là tải về và kiếm lúa. Còn anh em nào tải rồi thì có thể là tranh thủ xem xong clip của mình và vào áp dụng công thức của mình kiếm lúa luôn thôi anh em ơi. Còn chưa tải thì tải về anh em nhé. Min con này chỉ có 1 lít thôi anh em ạ. Rồi, sau khi mà form khung cầu 53 hết form khung cầu 53 này, 53 này về cầu 1 này thì anh em có thể là chạy nối luôn cho mình vào cầu 311 anh em nhé. Nối cho mình vào cầu 311.
Đấy, nối luôn cho mình có cầu 311. Ok chưa? Khi mà nối cầu này thì tốt nhất anh em cứ nhẹ nhàng và bình tĩnh anh em đi thôi, vì mình đang nối cầu mà. Rồi, tiếp tục là bú tiếp cho mình quả cầu xỉu. Đấy, anh em thấy chưa? Nó có dễ không anh em? Quá dễ dàng luôn anh em ạ. Thật sự là quá dễ dàng luôn anh em nhé. Đây, quá dễ dàng luôn. Đấy, về luôn cầu xỉu này. Rồi sau khi mà về cái xu hướng cầu xỉu anh em ơi, về xu hướng cầu xỉu thì anh em có thể là theo cho mình cái xu hướng cầu đang chạy với cái khung cầu 311. Thì tội gì mà mình không theo khung của cầu 311 đúng không? Rồi thì bây giờ thì mình sẽ đi tay 2M7 anh em nhá. Đấy, chốt luôn một tay cuối rồi mình nghỉ. Đấy, chốt luôn một tay cuối rồi mình nghỉ anh em ạ. Khi mà chơi thì tốt nhất là mình phải biết cái điểm dừng anh em ơi. Đấy, bú là nghỉ anh em nhá, bú là nghỉ. Rồi, ok. 2M7 tài này. Tay này làm tay chốt thôi anh em ơi. Đấy, bây giờ là tầm giờ là cũng là 1 giờ chiều rồi, có lẽ thì bây giờ mình gõ xong cái là nghỉ ngơi thêm một chút rồi làm việc gì thì làm. Ngày hôm nay thì cũng kiếm đâu đấy là được cho mình là hơn chục củ. Mình thấy là khá là ấm anh em ạ, khá là ấm, khá là ngon. Rồi mở bát đâu anh em ơi. Rồi 5 này, rồi về 511 anh em ạ. Thì nếu cái xu hướng cầu này nó về chạm xu hướng cầu 511 anh em nhé. Đấy, chạm xu hướng cầu 53, đứng chạm cầu 311 mà nó không chạy về khung cầu 11 tiếp. Nó đứng khung 3 ở đây. Thì anh em sẽ nối cho mình quả cầu 313. Rồi vậy thì nếu mà toang tay này thì mình sẽ cũng không tham nữa đâu anh em ạ. Không tham nữa đâu. Đấy, ngày hôm nay thì cũng chạy 6 tay thôi. Đây anh em nhìn này, đúng chưa? 1 giờ chiều rồi. Đấy, thì thôi, có lẽ thì tôi chúc tất cả anh em này kiếm lúa thật là thành công và kiếm thật là nhiều lúa. Rồi, chốt lên đấy là 40 củ là nghỉ luôn. Đánh nhanh thắng nhanh anh em ạ. Chơi thế cho nó ok đúng không? Ok, bye bye anh em nhé.